Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin bầu không khí ảm đạm tại Trung Quốc, Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Theo tờ The New York Times mới đây đã đăng tải loạt bài về tình hình ảm đạm do dịch bệnh tại Đông Nam Á nói chung và đặc biệt ở Trung Quốc và Việt Nam nói riêng, nơi phát tán loại virus corona ra toàn thế giới và hiện nay ở những nước này đang gặp tình trạng rất nghiêm trọng về mọi mặt. Đây là hình ảnh một góc chợ nổi Pattaya ở Thái Lan, nơi trước dịch bệnh virus corona đã luôn tấp nập du khách, nay thì vắng hoe, không bóng người. Trên khắp các khu vực từ Nhật Bản đến Thái Lan, các địa điểm du lịch, khách sạn, nhà hàng, cửa hàng lưu niệm đã ngừng hoạt động vì lo ngại dịch bệnh lan rộng. Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế hàng đầu của Việt Nam, bình yên đến lạ thường, hay rừng tre tại Yamaha, một trong những địa điểm được ghé thăm nhiều nhất ở Tokyo, Nhật Bản, những ngày này đủ yên tĩnh để nghe thấy tiếng tre kêu trong gió. Cáp treo Nông Pinh 360 ở Hồng Kông thường ngày bay lượn trên đảo Lan Thao để đưa hành khách đến bức tượng Phật vĩ đại, nay cũng nằm bất động trong sự cô đơn. Những đám đông thường xô đẩy nhau trong phố cổ Hội An, miền Trung Việt Nam cũng đã biến mất. Và tại Siem Reap, nơi có những tàn tích cổ xưa của Angkor Wat ở Campuchia, những khách sạn vốn thường xuyên quá tải thì nay đã không có khách đặt phòng mới trong 3 tuần nay. Và theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới, dịch virus corona gây ra đang gây thiệt hại cho ngành du lịch toàn cầu, trong khi ngành này đã đóng góp 8,8 nghìn tỷ USD cho nền kinh tế thế giới vào năm 2018. Đây là khu phố tàu tại Sihanouk, Campuchia vắng lặng vì dịch cúm. Khách sạn trống rỗng, bãi biển vắng tanh, hủy tour hàng loạt. Đó là bức tranh toàn cảnh của ngành công nghiệp không khói nói chung ở châu Á trong suốt gần 2 tháng qua. Riêng tại Đông Nam Á, khu vực có nền kinh tế trông chờ nhiều vào du lịch đang trả giá đắt cho trận dịch virus corona bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc. Và sự việc này dường như chưa có sự dừng lại vì dịch bệnh vẫn tiếp tục lan rộng. Một số nhà kinh tế cho rằng nạn dịch có thể trở thành trở ngại lớn nhất đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu kể từ cuộc khủng hoảng tài chính. Chỉ riêng các hãng hàng không dự kiến sẽ mất khoảng 29 tỷ đô la doanh thu trong năm nay vì liên quan đến việc các hãng hàng không phải dừng các chuyến bay. Các quốc gia châu Á gần Trung Quốc nhất, nơi tiếp đón hàng triệu lượt khách quốc tế và hưởng lợi từ mức chi tiêu du lịch quốc tế hàng đầu thế giới, nay đang cảm thấy gánh nặng của cuộc khủng hoảng với những hậu quả đang lan rộng và trong đó có Việt Nam. Theo một phân tích của Kuma, giám đốc du lịch của Global Data, một công ty nghiên cứu và tư vấn có trụ sở tại London, các quốc gia phụ thuộc nhiều vào du lịch Trung Quốc, bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Malaysia và Singapore, mỗi nước sẽ mất ít nhất 3 tỷ đô la doanh thu liên quan đến du lịch vì dịch cúm đang hoành hành. Trong những năm gần đây, các quốc gia ở Đông Nam Á đã đầu tư rất nhiều vào các khu nghỉ dưỡng và sòng bạc để thu hút lượng khách du lịch Trung Quốc khổng lồ sau khi đất nước này bắt đầu có sự thành công về mặt kinh tế. Đây là hình ảnh tại Bắc Kinh, người dân cũng không tấp nập trên đường phố như thường lệ. Các bãi đỗ xe đạp không một bóng người. Và hiện nay, các hãng hàng không, khách sạn và công ty lữ hành đang phải chứng kiến sự hủy bỏ, dịch vụ và suy giảm lượng đặt phòng nhanh chóng. Chủ yếu khách Trung Quốc, đại lục và các du khách phương Tây do mối lo sợ về sự lây lan của virus corona trong khu vực đã hủy các tour du lịch cũng như không tiếp tục đặt phòng mới. Một báo cáo tuần trước của Hopper, ứng dụng đặt vé máy bay và khách sạn cho thấy sự suy giảm tìm kiếm của người Mỹ trong vài tuần qua cho các chuyến bay đến các nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và cả Việt Nam. Phân tích của nó về hàng tỷ báo giá vé máy bay từ khắp nơi trên Internet cho thấy nhu cầu giảm khoảng 20% đối với Malaysia, Singapore và Việt Nam. Công ty cho biết họ đã nhìn thấy một sự thay đổi ở người Mỹ. Họ đang tìm kiếm các địa điểm trong nước thay vì du lịch ở nước ngoài như trước đây. Hãng truyền thông AFP cũng ghi nhận một bầu không khí ảm đạm
trong khu bãi biển Pattaya, một trong những địa chỉ được khách du lịch Trung Quốc ưa chuộng nhất ở Thái Lan. Phía trước mặt biển, trước kia vốn là nơi nhộn nhịp, giờ vãn sạch khách. Những con tàu chở khách du lịch nằm chết trên bến và các lều quán ở khu chợ nổi bật thật ảm đạm. Và bên cạnh đó, trong khu chạy voi Chang Sham Park, một điểm thu hút khách du lịch chủ đạo của thành phố Myanmar, người bán đồ cổ và đồ lưu niệm cho biết thu nhập của bà đã bị giảm một nửa. Bà nói, nếu tình hình này kéo dài, tôi sẽ phải trở về quê. Người phụ nữ dân tộc Kiana trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng đã thở dài, ngao ngán và nói với phóng viên quốc tế như vậy. Đây là hình ảnh một người đàn ông đeo khẩu trang đang đi trên thang máy trong một trung tâm mua sắm trống vắng ở trung tâm thương mại của Bắc Kinh. Và người hướng dẫn du lịch nói thêm, công viên này trước đây mỗi ngày vẫn đón từ 1.500 đến 2.000 khách thăm. Giờ chỉ còn không quá 200 khách. Tôi đã bị lỗ mất 2 triệu bạt, tức là 60.000 đô la. Nakhon, ông chủ của một trại voi, nói với hãng truyền thông quốc tế AFP như vậy. Tại Campuchia, khu đền nổi tiếng Angkor cũng không còn thu nhập như trước. Tiền vé tham quan đã bị sụt giảm từ 30 đến 40%, theo tài liệu của Bộ Du lịch Campuchia. Hoàn cảnh tương tự với ngành du lịch Việt Nam. 13.000 đăng ký đặt phòng khách sạn tại Hà Nội đã hủy. Lượng khách đến Vịnh Hạ Long, báu vật của du lịch Việt Nam đã giảm hơn 60%. Để chứng tỏ đã rút ra bài học từ đợt dịch SARS năm 2002 đến 2003, chính quyền Trung Quốc đã có các biện pháp nghiêm ngặt nhất chống virus corona chủng mới. Đến giờ, đã làm trên 1.700 người chết và hơn 70.000 người bị nhiễm bệnh, và con số này tăng lên hàng ngày. Bắc Kinh đã bị cô lập từ trước và hồi tháng Giêng, 56 triệu người dân ổ dịch trong tỉnh Hồ Bắc, đồng thời cấm toàn bộ tổ chức các tour du lịch ra nước ngoài. Và hệ quả của quyết định hạn chế người Trung Quốc đi lại thấy ngay tại Thái Lan, nơi mà năm ngoái đón hơn 10 triệu khách Trung Quốc, chiếm tới 27% du khách nước ngoài đến với Thái Lan. Và từ đầu tháng 2, lượng du khách Trung Quốc đến Thái Lan đã giảm 86%, theo Bộ trưởng Du lịch của Thái Lan Pithat đã nói như vậy. Đây là hình ảnh phố Tây Bùi Viện của thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây, khách tấp nập đi lại ăn uống, nhún nhảy thâu đêm, suốt sáng, giờ trở nên vắng vẻ và hàng quán trống không, ế khách. Còn ở Việt Nam, du khách Trung Quốc gần như vắng bóng hoàn toàn, giảm từ 90 đến 100% tùy từng khu vực. Cho dù dịch virus corona chủ yếu hoành hành tại Hoa Lục và một số người nhiễm virus ở Đông Nam Á vẫn còn là thấp, nhưng hậu quả kinh tế sẽ rất nặng nề, nếu không muốn nói là một tai họa, vì tăng trưởng của các nước này lệ thuộc vào du lịch rất lớn. Thái Lan, du lịch chiếm tỷ trọng tới 20% GDP, tức là tổng thu nhập quốc dân. Tổn thất kinh tế hiện nay đến đợt dịch này, năm nay phải lên đến gần 7,4 tỷ euro, theo tính toán của Dun, quan chức cấp cao Ngân hàng Trung ương Thái Lan. Về phần mình, Việt Nam ước sẽ mất khoảng 5,4 đến 7,1 tỷ euro ngay trong 3 tháng tới. Ý thức được nguy cơ, Thái Lan và Campuchia không từ chối khách Trung Quốc mà chỉ chủ trương tăng cường kiểm soát sân bay và các cửa khẩu biên giới. Thái Lan thậm chí còn cho du khách Trung Quốc miễn visa. Nhưng điều gì sẽ xảy ra và nếu hệ lụy kinh tế còn kéo dài sang năm 2021 như lo ngại của một số chuyên gia kinh tế trong lĩnh vực du lịch thì nó sẽ khủng hoảng đến đâu? Đây là hình ảnh chụp so sánh Hồng Kông Disneyland trong dịp Tết Nguyên đán năm 2012 giữa lúc dịch virus corona, ảnh phía trên, và so với Tết Nguyên đán năm 2006, ảnh phía dưới thì khác hẳn. Còn Thủ tướng Campuchia Hun Sen thì lên án cái mà ông gọi là căn bệnh sợ hãi. Ông Hun Sen làm tất cả để sao khỏi mếch lòng Bắc Kinh và nhất là để kéo người Trung Quốc trở lại với vương quốc Chùa Tháp. Chính quyền Việt Nam thì tỏ ra thận trọng, chống đỡ hơn nhiều, đã nhanh chóng cho ngừng các chuyến bay đi và đến Trung Quốc. Các chuyến tàu hỏa chở khách liên vận cũng đã bị dừng hoạt động.
còn Lào thì đã đóng cửa biên giới đường bộ với Trung Quốc và đã cho hủy một số chuyến bay hàng ngày qua lại với Trung Quốc. Một bà bán hàng nước trái cây tại thành phố Luang Prabang đã nói như sau: từ khi chúng tôi không thấy người Trung Quốc nữa, tình hình có vẻ ngày càng tồi tệ. Nhiều văn phòng du lịch và khách sạn trong vùng đã hạ giá, cho phép khách thay đổi miễn phí thời gian lưu trú nhằm giảm tình trạng hủy đặt chuyến hoặc đặt phòng. Còn tại Trung Quốc, nhìn từ bên kia của xã hội, virus corona đã tác động tiêu cực lên những thành phần yếu thế, đặc biệt là lực lượng lao động nông thôn di cư lên thành phố làm việc, và ở đây họ không được bảo vệ trước sức khỏe của mình bị đe dọa. Đây là hình ảnh góc đường đẹp và thanh thang ở Vũ Hán, một thành phố chết không một bóng người hiện nay như đã thấy. Ở Trung Quốc có khoảng 300 triệu người lao động di cư đã sống bên lề xã hội từ lâu, đảm nhận công việc nặng nhọc với mức lương ít ỏi và hầu như không được tiếp cận với chăm sóc y tế và giáo dục công cộng. Những người lao động này đang bị chặn khỏi các thành phố, bị đuổi khỏi các căn hộ cho thuê và bị các công ty từ chối quay lại làm việc vì chính quyền áp dụng các biện pháp kiểm soát ngặt chặt chẽ để ngăn chặn sự lây lan của virus. Trên thực tế, các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, sản xuất, xây dựng, vận chuyển đã yêu cầu nhân viên của họ ở nhà và hầu hết là không được nhận lương. Có thể nói, dịch bệnh làm tăng thêm sự tổn thương cho những thành phần yếu thế. Cô đơn, tuyệt vọng, đau khổ là những gì họ cảm nhận ngay lúc này trên đất nước của họ, như một bài thơ được đăng trên các trang phương tiện truyền thông nhận được sự đồng cảm của rất nhiều người như sau: bạn gặm nhấm sự cô đơn, nhưng bạn vẫn bị phân biệt đối xử. Phòng lao động giờ im lặng, và tôi một mình ở thẩm quyến. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 27 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết, cũng như bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất từ Thời báo Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới.